Vâng xin chào tất cả anh chị các bạn à, tên tôi là Phan Anh giảng viên đại học và chuyên gia về marketing cũng như là tư vấn chiến lược kinh doanh và đầu xuân năm mới năm 2022 thì à, xin chúc cho tất cả các anh chị và các à, khách hàng cũng như là những người mà đang theo dõi à, kênh Facebook hoặc là kênh YouTube PA marketing của tôi à, có một năm mới tràn à, đầy à, hạnh phúc à, năng lượng trong cuộc sống cũng như là thành công trong công việc và kinh doanh và trong một khoảng thời gian bận rộn vừa qua, trước Tết thì tôi khá là bận làm một số các dự án cho khách hàng. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ lại một cái kế hoạch kinh doanh, marketing, khai trương một cái cửa hàng bán iPhone tôi đã làm trước Tết và đến bây giờ. Và cũng khá là thành công một vài cái yếu tố. Nên tôi sẽ muốn chia sẻ kinh nghiệm với các anh chị và các bạn bằng một cái sơ đồ map như thế này. Vâng, tên tôi là Nguyễn Phan Anh. À, số điện thoại là 0989 623 858 à, Facebook là facebook.com à, Phan Anh Online, sở Phan Anh Online và Gmail là Phan Anh Online Website của tôi là marketing vn và kênh youtube là PA Marketing Các bạn đang xem ở đây Vâng, Thì đây, à, Facebook cá nhân của tôi đây Các bạn có thể xem và lát nữa thì tôi sẽ cho các bạn xem các cái thông tin của dự án vân vân <laughs> rồi ạ thế đây là một cái kế hoạch uh, kinh doanh và marketing uh, thực tế thực chiến uh, cho một cửa hàng bán iPhone tại một tỉnh và các bạn có thể xem xét nó học hỏi nó và tham khảo nó uh, cho các cái cửa hàng bán lẻ nói chung cửa hàng điện máy cửa hàng bán điện thoại uh, và những cái ngành hàng có tương tự hoặc là phụ kiện công nghệ thì dự án này khách hàng đưa cho tôi một cái đề bài là bây giờ là anh có muốn bán lẻ điện thoại iPhone, anh có một cái nguồn hàng tốt và anh có khả năng tài chính tốt. Và bây giờ em tư vấn cho anh cần phải làm những cái gì. Thế thì đây là cái dự án tên là iPhone HD ở Vĩnh Phúc và thế thì cái tên uh, iPhone HD thì tôi có tư vấn cho anh ấy làm. Vì anh bán iPhone là chủ yếu cho nên là tên cửa hàng mình chọn luôn là iPhone HD hd là tên cửa hàng mà anh chủ muốn chọn thế thì bước đầu tiên là tôi sẽ thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu bao bì nhãn mát à, cho toàn bộ dự án à, bước thứ hai là tôi thiết kế các cái vật phẩm quảng cáo và in ấn các vật phẩm quảng cáo này để phục vụ cho việc bán hàng khai trương cũng như là việc bán hàng hàng ngày à, tiếp theo đấy là các cái tham gia vào cùng cái thiết kế về nội thất của cửa hàng và hình ảnh của cửa hàng cùng với đơn vị thi công nội thất tất nhiên là cái phần này thì đơn vị nội thất họ làm là chính tôi chỉ tham gia vào các góc độ về cái các cái chi tiết rồi các cái bố cục cũng như là bình luận về những cái mà ý tưởng của họ thôi chứ không phải là tôi lại ngồi vẽ 3d cái sản phẩm đó đúng không ạ và họ sẽ có các ý tưởng và họ đưa cho tôi thì tôi tham gia vào cái quá trình đó kiểm duyệt và cố vấn cùng với họ để làm. Thì vì tôi thì cũng đã đi tham quan cũng khá là nhiều các Apple Store ở tại nước Mỹ và tại châu Âu và một số quốc gia khác. À, tất nhiên là các bạn có thể xem trên YouTube hoặc là các bạn có thể xem trên Facebook cũng thấy những cái hình ảnh đó được. Không nhất thiết là bạn phải đến tận nơi nhưng mà đến tận nơi thì nó cũng, nó cũng có cái trải nghiệm và có cái tính thực tế cao hơn. Thì tôi cũng đưa những cái, những cái ý tưởng đó vào trong cái thiết kế sau đó thì tôi cũng sẽ thực hiện việc thiết kế website Facebook và các cái công cụ marketing online cần thiết và cần thiết nhất ở đây thì có website và Facebook trong Facebook thì có fanpage tạo group và thực hiện cái việc bán hàng live stream đó. thì đây là hai cái công cụ chính sau này thì các bạn có thể phát triển các kênh Zalo kênh TikTok và những cái kênh khác nữa Đấy. thì còn trước mắt thì đối với hai đối với cửa hàng bán hàng iPhone tại tỉnh thì tôi cho rằng làm bán trên nền tảng website và nền tảng Facebook là ok và tất nhiên thì bạn cũng có thể chạy quảng cáo truyền thông cho cái hoạt động khai trương và hoạt động bán hàng hàng ngày khai trương và bán hàng ngày thì đầu tiên thì tôi có truyền thông khai trương trước khai trương thì tôi yêu cầu là phải chạy trước tầm 20 ngày và truyền thông cho việc khai trương và chuẩn bị khai trương thì À, tôi sử dụng các kênh như là Facebook, Google và Zalo là ba kênh online chủ đạo. À, sau đó thì tôi à, sử dụng thêm một số các kênh offline, à, kênh, kênh truyền thông truyền thống đấy. thí à, dụ như là tờ rơi, à, loa kéo để tôi thu âm và tôi phát loa kéo à, tại cửa hàng. À, ngoài ra thì à, phải chuẩn bị à, việc tuyển dụng nhân sự, à, xây dựng quy chế lương thưởng và nội dung đào tạo nhân sự, à, chuẩn bị hàng hóa. À, các cái thông tin về sản phẩm, à, các cái vật phẩm trưng bày và các cái chương trình khuyến mại, chương trình bán hàng khai trương à, và sau đó thì tôi sẽ báo cáo các bạn về một số các kết quả đạt được ví dụ như cửa hàng đạt tiêu chuẩn rất đẹp, rồi nhân viên đào tạo bán hàng tốt, khai trương rất là thành công và bán hàng doanh số rất mạnh. Thế đầu tiên thì về thiết kế à, nhận diện thương hiệu. Thế thì thiết kế nhận diện thương hiệu thì thương hiệu ở đây là thương hiệu logo HD và logo HD. thì tôi cũng đã lựa chọn một số những cái tôi cũng đã lựa chọn một số những cái hình ảnh phù hợp ở đây thì tôi chọn một cái hình ảnh là một cái chiếc khiên một cái chiếc khiên giống như là một cái sự mạnh mẽ và anh chủ thì anh nói là anh ấy thích màu xanh hợp mệnh anh chủ đầu tư thì tôi chọn là một cái màu xanh phù hợp và lựa chọn một cái logo hình cái khiên cái khiên ở đây nó rất là mạnh mẽ nó tạo ra cái sự bảo vệ nó tạo ra một cái sự an tâm với một cái ngụ ý như vậy tại vì bán cái đồ điện tử mà nhất là đồ iPhone iPhone mới iPhone cũ thì với cái ngụ ý rằng là đến các đến với cái cửa hàng của chúng tôi thì nó sẽ à, nó sẽ có một cái sự an tâm có một cái sự an toàn và được bảo vệ và khách hàng sẽ lựa chọn được cái sản phẩm tốt và được công ty cũng như cửa hàng nào đưa ra các cái chính sách bán hàng và chính sách bảo hành bảo trì rất là tốt đó và vì bán iphone cũ và iphone mới và trong đó thì bán iphone cũ là chủ đạo thì nên tôi đã lựa chọn slogan tức là cái thông điệp truyền thông ở đây chính là iphone trong tầm tay cửa hàng thì tên là iphone hd bình thường thì các bạn sẽ lựa chọn là hd store hay là hd tech hay là hd gì gì đó đúng không Thế nhưng mà tôi lựa chọn luôn đấy là iPhone HD à, bởi vì sản phẩm chính ở cửa hàng bán là iPhone và sản phẩm chính của iPhone thì lại là bán iPhone cũ Tất nhiên có sản phẩm mới 13 14 thì vẫn có và sau này các cái phiên bản mới 15 hay là máy MacBook hay là Apple watch thì họ cũng có thể có thêm nhưng cái tại cái thời điểm mà tôi nhận cái yêu cầu thì là chủ đạo là bán điện thoại và cho đến thời điểm này sau một tháng khai trương thì cũng bán điện thoại là chủ đạo và tôi đã lựa chọn tên cửa hàng là iPhone HD bởi vì là đọc như thế là nó nhận diện luôn là cửa hàng HD và chuyên bán iPhone. Và slogan của tôi là iPhone trong tầm tay tức là ai cũng có thể sở hữu được một chiếc iPhone bởi vì giá nó rất là rẻ. Thì tôi khẳng định với các anh chị rằng là ý tưởng, cách thiết kế, slogan vân vân là đều hoàn toàn là do anh chủ yêu cầu và tôi thực hiện thiết kế trên cái ý tưởng của anh chủ. À, anh chủ chỉ đưa ra là uh, cái thương hiệu là hd cái màu anh thích là màu xanh à, tôi đã làm như thế này à, và khi tôi đưa thì anh chủ cũng rất là thích luôn và ưng luôn và tôi giải thích rằng là cái này mình in ấn này mình thiết kế rồi mình uh, làm tất cả những cái vấn đề liên quan đến nhận diện thương hiệu nó cũng đều rất là dễ thế đầu tiên đấy là về cái phần nhận diện thương hiệu uh, logo bây giờ đến các cái vật phẩm quảng cáo đúng không ạ các cái vật phẩm quảng cáo thì nó cũng có rất là nhiều à, các vật phẩm quảng cáo ví dụ như là túi này à, như làm ô này như làm à, quần áo đồng phục này à, như là standy biển hiệu này vân vân thế thì hoặc là thư mời thiệp mời băng rôn nêm khạc vân vân thì cũng thiết kế một cái bộ như thế này thiết kế một cái bộ Đấy. đây là cái nêm cạc Đấy. Đấy. có hai mặt sau đó đi in ra à, cũng rất là đẹp và sang Đấy. À, phiếu bảo hành và phiếu bảo hành thì cũng cần in ra để bảo hành cho khách hàng các bạn cũng có thể nhìn thấy thì tất cả kể cả cái phiếu bảo hành này thì tôi cũng là người mà thiết kế <laughs> tất cả cái thông tin này tôi tham khảo ở trên mạng sau đó thì tôi đánh lại và sau đó thì tôi sẽ đưa cho nhân viên thiết kế để họ thiết kế và tôi tính hết rồi à, có hai mặt à, có hai mặt trước và sau đó có địa chỉ có website có hotline vân vân rồi đấy là cái là phiếu bảo hành rồi standy là mình đặt standy mình đặt là hôm khai trương đúng không ạ à, thì mình cũng thiết kế một cái standy cho nó bắt mắt một chút à, cái file này nặng quá mở chưa ra rồi à, rồi thì cả từ băng rôn và cái file băng rôn này cũng rất là nặng đây băng rôn này mình treo ở bên ngoài cửa hàng à, cái file như này nó vì nó là file in ấn cho nên là nó khá là nặng và đấy bây giờ mới mở được file này in uh, in ra rất là đẹp trông cũng màu sắc thực ra thì các cái sản phẩm iPhone này nó cũng đẹp sẵn rồi đúng không mình chỉ đưa vào bố cục mình bắn tách để mình sắp xếp một chút thôi nó cũng đơn giản nó cũng không 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 quá phức tạp về mặt thiết kế rồi à. các bạn thấy là mở được một cái file này rất là nặng vì nó là một cái file thiết kế cái độ dài của nó là tính bằng mét hàng chục mét à, chiều rộng của nó là 60 mươi phân à, thì thiết kế vào cái dịp tết nên là có một chút cái hoa văn tết rồi điện thoại rồi các slogan mà bán hàng à, cả một cái bộ như thế này tất cả những cái thế này thì tôi và đội ngũ thiết kế thì đều tự làm hết vì tôi nhận à, tư vấn và làm phụ trách toàn bộ cho anh chủ đầu tư à, rồi thư mời Đấy, thư mời à, mặt trước mặt sau à, đây thông tin về khai trương cũng rất là đơn giản thôi nhưng mà nó cũng trang trọng à, từ mời à, tôi dùng cái biểu tượng của cái quả táo này à, thống nhất một cái biểu tượng như vậy và cả cái backdrop cái backdrop để in à, hôm khai trương cũng là cái backdrop như vậy rồi à, một cái tờ rơi thì cũng thiết kế một số những cái tờ rơi để À, đi giao đi phát cho khách hàng và cho đến bây giờ thì đã phát triển lên khoảng độ 10 cái phiên bản tờ rơi rồi à, rất nhiều các phiên bản tí tôi sẽ cho các bạn xem và đặc biệt là cái form túi đúng không ạ và cái form túi thì à, in lên rất là đẹp in lên rất là đẹp à, túi nhỏ nhắn xinh rắn đặt một cái chiếc điện thoại iPhone với logo bên trái, slogan Và bên phải là logo quả táo Apple Đấy Trên này có thông tin về uh, Facebook, uh, fanpage và website, hotline, địa chỉ Và thực tế là cái cửa hàng cũng rất là đẹp và cái túi cũng rất là đẹp các bạn ạ Thì uh, các bạn cần phải chú ý những cái việc nhỏ như vậy Đấy, Từ bộ nhận diện thương hiệu, bao bì nhãn mát các vật phẩm quảng cáo Các bạn nhìn thấy rồi thế con về cửa hàng à, về cửa hàng thì sao à, cửa hàng thì ở đây cũng vô cùng là chuyên nghiệp và cũng đạt cái tiêu chuẩn mà tôi nghĩ rằng là cũng khá là đẹp bởi vì anh chủ anh cũng đầu tư hết nấc à, đấy ở một cái khu như thế này à, từ ngoại thất cho đến biển hiệu cho đến nội thất à, cũng cũng đạt một cái tiêu chuẩn có thể gọi là cửa hàng trải nghiệm của Apple cũng khá là giống à, anh các bạn nhìn thấy cũng rất là nhiều kính đúng không? các cửa hàng Apple chính thức của họ thì à, đều là cái giá kệ là rất là cao màu gỗ như thế này và à, đều là các cái mặt của nó đều là mặt kính thì về cơ bản là cái thiết kế này nó gần gần giống với cái cửa hàng Apple Store chính hãng à, tôi nhấn mạnh ở đây là cửa hàng không không phải là cửa hàng ủy quyền mà là chỉ là cửa hàng bán lẻ bán lại các sản phẩm iPhone mới nhập của các nhà phân phối iPhone cũ và nhập của các đơn vị phân phối về bán Đấy. thì tôi thì phụ trách cái mảng marketing và thiết kế ý tưởng cho cái, 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 dự án này và các bạn có thể nhìn thấy đây cái bạch cái băng rôn sau khi in lên đây nó sẽ trông như thế này cái stand đi sau khi thiết kế in ra nó trông như thế này rất là đẹp đúng không ạ và kể cả những cái hình ảnh trong cửa hàng thì cũng là cũng được cái sự ủy quyền và cho phép thì của anh chủ đầu tư thì tôi cũng là người mà lựa chọn cũng là người thiết kế ra và các bạn thấy là nó cũng khá là ok đúng không ạ có slogan rồi có logo rồi có cả ảnh Steve Jobs đó. thì đây là một cái cửa hàng đây là các quầy trải nghiệm và đây là cái quầy bán hàng thu ngân vân vân nó cũng khá là ổn đó à, và cái cái gam màu thì cái đơn vị thi công thiết kế họ chọn cái gam màu cũng rất là đẹp rồi thì các bạn có thể học hỏi được cái gì đúng không? Các bạn học hỏi được là cái việc là cần phải chuẩn hóa tất cả các hình ảnh, à, logo, thiết kế bao bì nhận mát. À, sau đó thì đồng thời thì tôi sẽ phải thiết kế website và và cái, cái nền tảng Facebook, à, website website thì tôi mua cái tên miền là iphonehd.vn à, và tôi cũng làm việc trực tiếp với cái đơn vị thiết kế web để tạo ra một cái trang web. À, nó cũng có thể đẹp hay xấu thì tùy từng người, à, nhưng mà <laughs> cũng tối ưu vân vân à, và cập nhật thông tin toàn bộ những cái thông tin về mua bán rồi nội quy rồi chính sách này nọ là đều do tôi viết hết trực tiếp là tôi viết hết chính sách bảo hành đổi trả vân vân chính sách thanh toán vân vân các bạn có thể nhìn thấy tất cả những cái hình ảnh thông tin như này đều là do tôi đưa ra tôi tự viết tôi tự hoàn thiện cho khách hàng à, kiểu kiểu như thế thì nó cũng nhanh thôi nhưng mà à, mình phải làm thì nó mới có đúng không ạ và mình hoàn thiện một cái website như vậy cũng mất một thời gian à, sau đó thì Facebook thì tôi lập fanpage group và cũng lập kế hoạch là cho nhân viên cũng như là cái người bán hàng của cửa hàng sau này sẽ live stream à, thế fanpage thì lập ra một cái fanpage là cũng trắng tinh à, ý là mới tinh 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 từ đầu à, địa chỉ là facebook com iphonehd vn đây à, và các bạn có thể nhìn thấy là à trang trang fanpage bây giờ thì à cũng có một cái lượng like đáng kể và lượng tương tác cũng rất là tốt. Đấy các bạn có thể nhìn thấy là à trong 28 ngày qua, ngày hôm nay là ngày à mùng 10 tháng 2 đúng không ạ? Đấy số người tiếp cận được tăng lên khoảng độ gần 400.000. Đấy lượt tương tác thì tăng 4 44.000. Số lượt thích trang này lên 3.000 vân vân. Đấy, các thông tin này từ thông tin về địa chỉ cửa hàng rồi thì website rồi hotline rồi à, vân vân, email vân vân là tôi cũng setup hết. Đó. Các cái hình ảnh như thế này. Thì cũng là thiết kế ra đây hoặc là bảng báo giá các bạn nhìn thấy. Bảng báo giá bây giờ cũng đã ra một số các phiên bản có iPhone cũ, iPhone mới rồi thì à, có MacBook, có iPad rồi có Apple Watch vân vân cái mới cái cũ và các chương trình khuyến mại và đây là cái người đăng là tôi đây Đấy. và chạy quảng cáo Đúng không? các bài viết này cũng chạy quảng cáo à, các bạn đang nhìn thấy đây tiếp cận đến 12.000 lượt tùy mỗi bài đúng không ạ 12.000 lượt Đấy. 150 thích vân vân có rất nhiều các cái thông số à, và có nhiều bài trước đây nữa à, và đây cũng phát phát livestream và bán hàng và đây là cái hình ảnh mà à, trong ngày hôm nay, à, hôm nay là ngày mùng 8 tết, sau khi um, bán hàng ngày mùng 8 tết mà khách hứa đến cũng rất là đông, à, các bạn nhìn cái túi này in ra nó đẹp như này các bạn, à, khách hứa cũng khá là đông đến họ mua hàng, chứng tỏ là bán hàng rất là chạy rồi, à, rất nhiều bài viết tôi đăng, rất nhiều bài viết cũng, và những cái bạn khác cũng đăng nữa nhân viên tôi thuê để làm. Thì cái lợi thế rất là lớn của cái dự án này đấy là điện thoại iPhone dồi dào, hàng hóa rất là dồi dào, giá tốt nên là bán khách hàng cũng rất là hưởng ứng. Sau đó tạo ra page, tạo ra group để chăm sóc khách hàng và livestream trên fanpage để để tăng cái hiện diện cũng như là để tăng cái khả năng chốt đơn tiếp theo đấy là cái việc mà chuẩn bị cho khai trương cho cửa hàng thì tôi đã có là truyền thông trước à, khai trương gồm có trực tuyến và truyền thống hay là online và offline thì à, facebook thì tôi chạy quảng cáo tôi chạy rất nhiều các chiến dịch khác nhau à, bao gồm các chiến dịch về hiển thị các chiến dịch về tin nhắn các chiến dịch về truy cập web à, các chiến dịch nhận diện thương hiệu đấy. và ngân sách thì tôi chi cũng khá là lớn thì rất may là anh chủ cũng đồng ý với cái đề xuất của tôi và và cái hiệu suất thực sự là rất đáng kể ngày khai trương vô cùng đông luôn khách hoàn toàn 100% là khách mới chứ không phải là do khách cũ hay là khách mời đến mà khách hoàn toàn là đến từ online và ngày khai trương bán rất khủng khiếp bán khoảng 50 đơn hàng ngày khai trương rất là đông à, tôi có chạy Google Ads nhưng mà Facebook vẫn là chủ đạo bởi vì tôi cũng rất là chuyên về Facebook mười mấy năm rồi Google để tôi chạy một chút về hiển thị cũng như là một chút về tìm kiếm Zalo thì tôi chạy trong khu vực Và cũng chạy truy cập web Bởi vì tôi có web mà Thì cái mức ngân sách thì tôi không tiết lộ Nhưng mà nó một cái con số cũng khá là lớn Chạy trong khoảng 20 ngày Mấy chục triệu Con số thì tự các bạn sẽ trao đổi Thì các bạn có thể liên hệ với tôi để tư vấn thêm Đấy. Từng chiến dịch chạy như thế nào tự Các bạn có thể trao đổi với tôi để tư vấn thêm Đối với cái kế hoạch kinh doanh của mình Cho cửa hàng điện tử, điện máy Hay là cửa hàng công nghệ Hay là máy tính gì đó các bạn có thể làm với tôi được. Đấy, còn uh, truyền thông truyền thống uh, offline thì uh, tôi cho đi phát tờ rơi, tôi in 2.000 tờ rơi ra, sau đó là thuê nhân sự đi phát ở những cái khu vực lân cận cũng như là một số những cái vùng. Uh, tất nhiên thì nó cũng không có tác dụng nhiều đâu nhưng mà mình cứ có làm còn hơn đúng không ạ? Và cái kết quả nó rất là tốt. Đấy. Sau đó thì tuyển dụng nhân viên bán hàng. À, xây dựng các cái quy chế lương thưởng và đào tạo nhân viên bán hàng. Thế thì xây dựng cái quy chế lương thưởng như nào? Và... Đây các cái chính sách bán hàng ở đây các bạn có thể nhìn thấy à, rất nhiều các bài các chính sách mà tôi biết à, từ khai trương cửa hàng này, vấn đề nội quy quy định này, vân vân này, đó rồi đấy, đào tạo đây. Thì những cái này thì các bạn có thể thấy là cũng tôi cũng ngồi tôi viết. Đấy, tôi ngồi tôi viết khoảng 20 trang tất cả các hướng dẫn chi tiết chi tiết. Chính sách bảo hành, cơ chế lương thưởng đi làm như thế nào. Đấy, quy trình chốt đơn ra sao, lấy hàng như nào, kiểm soát ăn cắp, mất cắp ra sao. Đấy, các dịch vụ trả góp, tiếp nhận các thông tin vân vân, xử lý bảo hành bảo trì, xử lý các khiếu nại. Đấy, rồi các chính sách bán hàng vân vân, các chính sách bảo hành, Đấy, họ chỉ cần cung cấp thông tin cho tôi, tôi viết hết thành thành bảng chính sách như này và gửi file in ra cho nhân viên đọc. Đấy, nhiệm vụ của nhân viên bán hàng của cửa hàng trưởng của bảo vệ của thu ngân vân vân, nó cũng khá là đơn giản, nó không 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 phức tạp nhưng mà vấn đề là mình phải làm. sau đó là chuẩn bị hàng hóa ra bán khuyến mại và giảm giá. Thế thì ngày khai trương thì có cái chương trình gì đúng không? Ngày khai trương thì mình phải giảm giá à, sâu một chút. À, thông điệp của tôi đưa ra là ngày khai trương là, là giảm giá ban lên tới 30% và bảo hành một đổi 1 trong thời gian là bao nhiêu tháng đó. À, tôi phải cộng với cái 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 cái, cái bảng báo giá là tôi chạy và tôi chạy rất nhiều các chiến dịch trên Facebook và trên Google Tôi chạy trước khai trương khoảng tầm 15 ngày Và tôi có tất cả 20 ngày để chuẩn bị Thì trong 5 ngày tôi chuẩn bị các cái bài quảng cáo và các nội dung quảng cáo Rồi chạy như thế nào cũng phải là một nghệ thuật Chạy bao nhiêu bài, chạy nhóm đối tượng nào, chạy sản phẩm iPhone mới, chạy sản phẩm iPhone cũ Bài thì chạy tương tác, bài thì chạy hiển thị, bài thì chạy thương hiệu Đấy. À, rồi thì bài thì chạy giới tính trẻ nam nữ bài thì chạy giới tính à, nam bài thì chạy giới tính nữ bài thì chạy người già bài thì chạy người trẻ kiểu kiểu như thế tôi chia ra rất là nhiều các cái nhóm đối tượng bài thì tôi chạy remarketing thì những cái chiến thuật này các bạn nên để tôi làm cho bởi vì là à, tôi cũng rất là thạo về các cái công cụ quảng cáo trực tuyến à, và kết quả thì các bạn thấy cửa hàng rất là đẹp nhân viên được đào tạo bán hàng chuyên nghiệp à, và khai trương rất là thành công và doanh số bán tốt doanh số bán tốt thì thể hiện bằng cách nào? các bạn có thể nhìn tin nhắn ở đây, Đã, khách hàng nhắn tin rất là nhiều, Đã, liên tục liên tục liên tục đúng không ạ? các bạn có thể nhìn thấy là khách hàng nhắn tin liên tục mua iphone mà khách hàng nhắn tin liên tục liên tục rất nhiều, đó. và doanh số bán hàng ở đây thì tôi cũng cho các bạn xem doanh số cũng khá là tốt, Đã, Có mấy ngày thôi. Đã, từ 16 cho đến 30 tháng 1 cũng à, rất là tốt thì cái này tôi để cho các bạn xem để các bạn làm chứng rồi rằng là tôi không chém gió đúng không ạ và ok à, thế còn cái kế hoạch marketing thì gồm những cái gì à, kế hoạch marketing đây thì tôi cũng làm một cái sơ đồ cây rất là chi tiết từ sản phẩm rồi các dịch vụ vân vân à, rồi thì à, mục tiêu đặt ra là khoảng doanh số khoảng tầm độ sáu trăm máy một tháng có thể đạt được <laughs> các cái chính sách bán hàng đây vân vân rồi nhân viên là mấy người như thế nào các chương trình khai trương gồm những cái gì Đấy. làm rất là chi tiết website phải làm gì quảng cáo google làm gì quảng cáo facebook làm gì các chương trình bán hàng làm gì Ví dụ như khai trương không lợi nhuận bán hàng lên đời rồi uh, giá rẻ rồi thì một đổi một rồi khuyến mại giảm giá tặng quà vân vân chi phí doanh thu lợi nhuận các cái công khác cần phải triển khai thì những cái mai mép này các bạn muốn thì các bạn liên hệ với tôi thì tôi sẽ gửi tặng cho các bạn hoặc là tôi sẽ tư vấn cho các bạn. OK uh, một lần nữa xin được cảm ơn các bạn rất là nhiều uh, cũng rất là lâu rồi tôi cũng chưa làm. Uh, video thì hôm nay tôi làm video thì hy vọng các bạn ủng hộ và vâng. đây là số điện thoại của tôi, email của tôi à, và Facebook của tôi, web của tôi. Đấy. Đấy. Hy vọng là có thể là tiếp tục được hợp tác và tư vấn cho các bạn trong các cái mảng bán lẻ, mảng kinh doanh về online, về uh, phát triển chuỗi à, vân vân thì tôi đều có kinh nghiệm rất là tốt và tôi đảm bảo là có thể giúp các bạn có những cái cái thành công cái mức doanh số đáng kể. À, tên tôi là Phan Anh là giảng viên đại học là chuyên gia marketing từ năm 2008 cho đến nay. À, chuyên gia rất là bài bản chứ không phải là à, các thầy chỉ nói mõm thôi, à, đúng không ạ? Chỉ nói mõm thôi. À, khẳng định với các bạn là người thật, việc thật cũng như là làm các rất 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 nhiều các dự án rồi. À, các bạn có thể theo dõi Facebook, fanpage, web rồi kênh YouTube vân vân để các bạn có thể thấy à, tôi cũng có các chương trình đào tạo các chương trình tư vấn chương trình đào tạo 11 một à, ok các bạn có nhu cầu gì các bạn có thể liên hệ với tôi để trợ giúp một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều xin chào